không còn là nghi ngờ nữa mà trở thành một nghi án. Trong trận gặp An Giang tại giải vô địch quốc gia trên sân Hàng Đẫy năm 1997, đội trưởng đội công an Hà Nội Lã Xuân Thắng đã có một pha xuất phản lưới nhà thể hiện khó tin và thắng này đã gây phẫn nộ cho khán giả. Quá trình điều tra đã chỉ ra cú sút này có liên quan tới số tiền cá độ lên tới hơn 1 tỷ đồng từ cách đây gần 20 năm. Không có lỗi việt vị, quá nguy hiểm. Một loạt những gương mặt đã mắc sai lầm. Bốn cầu thủ phòng ngự thì đến lúc này đã ba gương mặt mắc sai lầm rồi. Bàn thắng đã đến Indonesia. Không đáng phải như vậy. Thì Đình Đồng đã mang về cho đội bạn bàn thắng.